Nhiều người sập bẫy với công việc làm thêm lắp ráp bút bi tại nhà hay chương trình trải nghiệm một ngày làm bác sĩ nhí. Hình thức lừa đảo qua mạng ngày càng tinh vi. Hương chạy tự do trong thành phố làm xáo trộn giao thông và cuộc sống của người dân. Thủ đô nước Mỹ đang đau đầu trước tình trạng hươu hoang dã sinh sôi nhiều đến mức báo động. Đang được xem một trong những bản quốc ca đặc biệt nhất tại một trong những lễ khai giảng năm học mới diễn ra vào sáng nay. Tại sao lại là xem chữ chứ không phải nghe? Bởi đây là một bản quốc ca không lời được trình bày bởi ngôn ngữ ký hiệu do các em học sinh khiếm thị của trường phổ thông cơ sở Xã Đàn Hà Nội trình bày. Không lời nhưng mà tôi nghĩ rằng có rất nhiều cảm xúc trong đấy. Và hôm nay thì gần 23 triệu học sinh trên cả nước đã cùng nhau bước vào năm học mới. Năm học này có chủ đề là đoàn kết, kỷ cương, sáng tạo, tiếp tục đổi mới theo chiều sâu, nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo. Đây sẽ là kỳ vọng cũng là thách thức được đặt lên đôi vai của những người thầy, người cô. Và để hoàn thành được những nhiệm vụ ấy, rất cần sự đồng hành của học sinh và các phụ huynh. Chúc cho các thầy cô giáo và các em học sinh sẽ có một năm học mới với nhiều niềm vui. Thưa quý vị, trên khắp cả nước, từ miền núi tới đồng bằng, từ thành thị đến nông thôn, lễ khai giảng năm học mới đã diễn ra rộn ràng niềm vui và quyết tâm cho nhiều mục tiêu trong học tập. Trong không khí toàn dân đưa trẻ đến trường, 670 trường học trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đã đồng loạt tổ chức khai giảng. Năm học này, tỉnh phấn đấu sẽ tăng số trường đạt chuẩn quốc gia. Vấn đề đầu tư cơ sở vật chất, ổn định đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên được chú trọng. Các trường học của Lào Cai năm nay lấy chủ đề Vì học sinh thân yêu, xây dựng trường học hạnh phúc, đổi mới và hội nhập. Tỉnh đã dành kinh phí trên 554 tỷ đồng để xây dựng, hoàn thành 58 công trình các trường học. Đây là động lực to lớn để thầy và trò các nhà trường quyết tâm thi đua dạy tốt, học tốt, tạo nhiều đột phá, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục. Năm học mới, ngành giáo dục Nghệ An đề ra nhiệm vụ chính là đảm bảo chất lượng giáo dục toàn diện, nâng cao giáo dục vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng khó khăn, phát triển đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục có đủ phẩm chất, năng lực, tâm huyết, trách nhiệm, có tầm nhìn và sáng tạo. Trên khắp các tỉnh Tây Nguyên, năm học mới đến với những thay đổi mạnh mẽ về cơ sở vật chất. Rất nhiều trường ở địa bàn khó khăn đều được xây mới. Chỉ riêng tỉnh Đắk Lắk, năm học này có gần 1.000 phòng học mới đạt chuẩn quy định. Đường xá được đầu tư kiên cố, giúp thầy cô và học sinh thuận lợi đến trường. Sóc Trăng là tỉnh có số lượng học sinh người dân tộc Khmer nhiều nhất ở đồng bằng sông Cửu Long. Nhiều trường dân tộc nội trú được đầu tư xây mới, sửa chữa. Việc giảng dạy tiếng Việt cho học sinh vùng dân tộc thiểu số được thực hiện từ trước khi học sinh vào lớp 1. Tỉnh nỗ lực để đảm bảo cho mọi học sinh đều được hưởng điều kiện giáo dục tốt nhất. Cùng với thầy trò cả nước, sáng nay các trường tiểu học trên huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa cũng tưng bừng chào đón năm học mới. Ngày lễ khai giảng trên đảo đặc biệt hơn vì có sự tham gia của các cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ trên các đảo. Tuy điều kiện còn nhiều khó khăn, thiếu thốn, song các giáo viên, phụ huynh đã cố gắng tổ chức cho các em một lễ khai giảng tươi vui, đầy đủ nhất. Năm học 2022-2023, thầy và trò của các trường đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Các em học sinh đều đạt học lực khá giỏi và có hạnh kiểm tốt. Đây cũng là mục tiêu thầy và trò các trường học trên huyện đảo phấn đấu trong năm học mới. Không chỉ có nỗi lo về an toàn cho con khi đến trường và cũng không chỉ riêng Việt Nam mà nhiều bậc phụ huynh trên toàn thế giới cũng còn nhiều nỗi lo khác. Đây cũng là thời điểm mà các gia đình phải chi tiêu khá là nhiều khoản cho con em của mình như là tiền học phí, sách vở, dụng cụ học tập, vân vân. Vì thế những chính sách hỗ trợ vào lúc này trở nên đáng quý hơn bao giờ hết. Tại Trung Quốc, trên cả nước có khoảng hơn 250 triệu học sinh sinh viên và chính phủ nước này cũng đã áp dụng nhiều biện pháp tích cực để hỗ trợ chi phí cho các gia đình có con trong độ tuổi ăn học. Học sinh công lập từ lớp 1 đến lớp 9 trên toàn Trung Quốc sẽ được miễn tất cả các khoản chi phí, bao gồm học phí và các khoản phụ thu như chi phí nội trú, điện nước, đồng phục. Đối với trường tư, mỗi địa phương có mức hỗ trợ học phí khác nhau, tùy điều kiện kinh tế của từng địa phương. Ngoài ra, học sinh là con em gia đình lao động nhập cư có thu nhập thấp sẽ được cấp sách giáo khoa miễn phí. Học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn khi ở nội trú còn được hưởng chính sách trợ cấp, chính sách sinh hoạt phí hàng tháng. Còn tại Pháp, cả năm ngoái và năm nay, chính phủ cũng đã hỗ trợ các gia đình có con em đi học quanh mức khoảng gần 400 euro cho mỗi cháu học sinh đến trường, độ tuổi từ 6 đến 18 tuổi. Theo Bộ trưởng Bộ Đoàn kết và Gia đình Pháp là bà Aurore Berger, khoản trợ cấp của chính phủ sẽ cho phép tất cả các gia đình và 5 triệu trẻ em được hưởng lợi để có thể trang trải chi phí mua đồ dùng cho ngày tựu trường. Đầu năm học mới, các phụ huynh thường phải đóng nhiều khoản hơn, nhất là trong bối cảnh lạm phát khiến nhiều cha mẹ buộc phải cắt giảm bớt đồ dùng học tập hoặc quần áo cho con. Khi bạn có khoảng 400 euro, bạn có thể dùng nó để mua đồ dùng học tập, quần áo thể thao cho con mình. Ngoài ra, số tiền đó còn được dùng để trả tiền ăn hàng ngày ở trường cho các con. Tại Anh, kể từ tháng 1, chính phủ đã công bố khoản hỗ trợ lên tới 15 triệu bảng Anh cho các trường đại học để có thể giúp đỡ những sinh viên trong hoàn cảnh khó khăn. Số tiền này nằm trong gói hỗ trợ lên tới 261 triệu bảng Anh mà chính phủ đã phê duyệt cho văn phòng sinh viên trong năm học 2022 và 2023. Những khoản này sẽ được phân bổ cho các sinh viên cần giúp đỡ dưới hình thức khoản hỗ trợ hoặc học bổng. Trong đợt điều chỉnh thường kỳ vào 15 giờ chiều nay thì giá các mặt hàng xăng, dầu đều tăng. Xăng RON 95 đã tăng gần 300 đồng một lít, xăng E5 RON 92 tăng hơn 100 đồng một lít, dầu diesel tăng gần 300 đồng một lít, dầu hỏa có mức tăng cao nhất là hơn 500 đồng một lít. Tính từ đầu tháng 7 cho đến nay, đây là lần thứ 6 giá xăng dầu được điều chỉnh tăng liên tiếp. Tại kỳ điều hành hôm nay thì Liên Bộ tiếp tục không trích lập và chi từ quỹ bình ổn. Hai bệnh nhân bị ong độc đốt đang được điều trị tại Trung tâm chống độc Bệnh viện Bạch Mai. Một bệnh nhân nữ 90 tuổi bị đốt gần 130 nốt và một bệnh nhân nam hơn 60 tuổi bị đốt hơn 300 nốt. Cả hai vào viện trong tình trạng tổn thương đa cơ quan, rối loạn đông máu và phải truyền huyết tương, lọc máu liên tục. Đặc biệt, bệnh nhân nữ 90 tuổi đã phải đặt ống thở và suy gan thận. Bệnh nhân nam được đưa đến cơ sở y tế sớm nên việc điều trị thuận lợi hơn dù bị đốt tới hơn 300 nốt. Hiện cả hai bệnh nhân sức khỏe đã ổn định. Các bác sĩ khuyến cáo khi bị ong đốt, người nhà cần cho uống nhiều nước, orezon để thải độc và nhanh chóng đưa đến cơ sở y tế gần nhất. Cả bệnh nhân và có số lượng nó đốt từ ít nhất 10 đốt trở lên thì đều cần phải đến viện, phải đến kể cả tuyến y tế cơ sở và phải điều trị tích cực sớm ngay từ đầu. Nếu không sẽ rơi vào tình trạng thái là suy thận rất sớm rồi tổn thương đa cơ quan. Và cái biện pháp điều trị rất đơn giản ở đây, đó là ngay tại cộng đồng, ngay tại gia đình, ngay tại nơi bị đốt thì người dân ta hãy uống nước, rất quan trọng uống đủ nước, đặc biệt là các nước và các loại nước mà có chất khoáng, chất muối, các vị khoáng, nước canh, nước rau, các thứ orezon, đặc biệt uống nhanh, uống đủ nước và có khẩn xuyên tới y tế cơ sở. Và cái biện pháp điều trị rất quan trọng tại y tế đó là nhanh chóng đủ dịch, đủ nước cho bệnh nhân. Thưa quý vị, đây là ảnh chụp cộng hưởng từ gan có sán lá gan lớn và hầu như là ngày nào cũng có trường hợp bị sán lá gan như thế này vào bệnh viện Đặng Văn Ngữ thuộc Viện Sốt rét Ký sinh trùng Côn trùng Trung ương. Riêng năm ngoái thì đã có hơn 2.000 bệnh nhân, nhiều nhất là ở Nghệ An rồi đến Hà Nội. Bệnh tiến triển âm thầm nên hầu hết khi phát hiện thì gan đã bị tổn thương. Cũng như hầu hết các bệnh nhân khác, người phụ nữ 30 tuổi ở Hà Nội này nhập viện trong tình trạng đau bụng dữ dội, lan ra sau lưng và lên trên ức, kèm triệu chứng đầy bụng, khó tiêu, rối loạn tiêu hóa. Chỉ có ít trường hợp như bệnh nhân này bị ngứa ngoài da. Điều đáng nói, đã có nhiều trường hợp lúc đầu bị chẩn đoán nhầm bệnh. Em đi siêu âm bảo em bị u gan, ra bệnh viện ú biếu để kiểm tra. Các bác sĩ bảo là gan của em bị tổn thương do nhiễm ký sinh trùng ạ. Em hay ăn rau sống, ví dụ như rau ngổ, rau cân, cho vào lẩu thì thường nó cũng sẽ không được chín kỹ ạ. Lúc nào em đi siêu âm tư họ bảo là bị ruột thừa nên lên bệnh viện thì họ bảo là tổn thương gan do sán gan. Bệnh được chẩn đoán qua siêu âm và xét nghiệm máu xác định có kháng thể sán lá gan lớn. Với thuốc điều trị đặc hiệu, bệnh nhân sẽ hết đau, hồi phục sau khoảng 7 đến 10 ngày, nhưng sẽ còn phải tái khám để theo dõi gan sau tổn thương. Nguyên nhân là do ăn rau thủy sinh, rau chưa được nấu chín mà có cái ấu trùng sán lá gan sẽ đi vào cơ thể qua đường tiêu hóa. Và dưới tác dụng của dịch vị dịch ruột thì cái nang ấu trùng này sẽ nở ra con ấu trùng và nó ký sinh ở trong nhu mô gan chúng ta. Nó gây ra tổn thương ở tế bào gan và gây đến ổ áp xe ở trong gan. Trứng sán thường ký sinh ở rau thủy sinh như ngổ, rau cần, rau muống nước. nhưng loại rau khác cũng có nguy cơ nếu được tưới bằng nước ao hồ nhiễm ký sinh trùng. Việc uống thuốc tẩy giun định kỳ chỉ có tác dụng với các loại giun chứ không tẩy được sán. Cách phòng hiệu quả vẫn là tuân thủ ăn chín, uống sôi, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Một tổ chức lừa đảo chiếm đoạt tài sản, núp bóng là công ty kinh doanh bất động sản vừa bị Công an tỉnh Đồng Nai triệt xóa. Hoạt động từ tháng 6 của năm 2022, đến nay tổ chức này đã chiếm đoạt và thu lợi bất chính hàng trăm tỷ đồng từ các nạn nhân. Các đối tượng lừa đảo thành lập công ty bất động sản có tên là Lộc Phúc, trụ sở tại số 34 Tiền Giang, phường 2, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Công ty này tự vẽ ra dự án ma tại các vùng ven thuộc tỉnh Đồng Nai. Mỗi lô đất chúng giao bán từ 2 đến 3 tỷ đồng, song giá trị thực tế từ 200 đến 300 triệu đồng. Các đối tượng sử dụng hình ảnh nhiều tòa nhà biệt thự quảng cáo trên website. Khi người dân có nhu cầu xem nhà, chúng lại đưa đến các khu đất dự án nói trên. Nếu khách hàng không chịu mua, chúng ép buộc đặt cọc thì mới được mua nhà, dù những dự án này hoàn toàn không có thật. Đặt cọc thì chuyển 15 triệu mà không có ghi phiếu thu thì không, chỉ có ghi tên thôi với số tiền thôi, rồi kêu con ký tên, rồi con mới hỏi ủa lý do nộp là cái gì. Trong phiếu thu đó thì cậu nói là thôi bây giờ xe cũng gần chuyển đi về Sài Gòn rồi cho nên là chị lên xe đi rồi em mới ghi, rồi em mới đưa phiếu thu cho chị sau. Để tạo niềm tin cho khách hàng, các đối tượng đã thuê hàng trăm người được gọi là chân gỗ. Những chân gỗ này trà trộn vào các buổi gặp gỡ khách hàng, tác động tâm lý, kêu gọi chung vốn mua đất với các nạn nhân. Nhiều người chấp nhận bỏ tiền ra mua các lô đất dự án với lời quảng cáo mua rồi bán ngay là có lãi. Song giá trị thực của những lô đất này còn thấp hơn nhiều lần so với thực tế. Thì trên xe thì thông thường thì chỉ có 3, 4, 5 khách hàng thôi. Nhưng mà có đến 4, 50 là nhân viên của chúng. Và chúng tổ chức là vây quanh khách hàng, chia lẻ khách hàng ra trên cái xe, một xe lớn như thế, cho MC hoạt náo để đánh lạc hướng tâm lý khách hàng. Đó là chân gỗ, và chúng đưa tiền cho những người này, lấy tiền công ty đưa cho những người này để áp sát, ngồi sát với khách hàng ở trên xe, cũng giả làm người mua và tạo sự đồng cảm với khách hàng. Để che giấu hành vi xóa dấu vết, mỗi khách hàng gọi đến chúng sử dụng riêng một sim điện thoại. Sau khi khách hàng chuyển tiền đặt cọc, chúng bỏ sim số để khách hàng không thể khiếu nại. Với thủ đoạn nói trên, mỗi tháng các đối tượng thu lợi khoảng 20 tỷ đồng. Công an tỉnh Đồng Nai kêu gọi các khách hàng là nạn nhân của công ty Lộc Phúc sớm trình báo với cơ quan chức năng. Thưa quý vị, lừa đảo qua mạng đang bùng nổ khi xuất hiện nhiều hình thức tinh vi. Mới đây, nhiều nạn nhân đã phản ánh đến đường dây nóng của Chuyển động 24 giờ khi bị sập bẫy việc làm lắp ráp bút bi tại nhà hay là trải nghiệm chương trình Một Ngày Làm Bác Sĩ Nhí. Người ít thì vài triệu, người nhiều lên đến cả trăm triệu đồng. Đặc biệt là những trường hợp khó khăn cần việc làm tại nhà nhưng không may bị lừa, khiến cho hoàn cảnh đã khó càng thêm khó khăn hơn. Những cuộc gọi bất lực không liên lạc được. Người phụ nữ này tìm thêm việc ở nhà, tranh thủ kiếm thêm thu nhập. Chị liên hệ các đầu mối tuyển dụng lắp ráp bút bi thì sau đó được hướng dẫn vào các hội nhóm thực hiện nhiệm vụ để nhận việc làm. Những tưởng sẽ nhận được bút bi về làm, nhưng khi chị chuyển tiền thì các đối tượng cắt liên lạc. Những người mà lao động nghèo, người ta rất là khổ, đã khổ kiếm việc làm rồi mà không có việc làm mà đã mất tiền. Ghi nhận của phóng viên cho thấy mạng xã hội xuất hiện nhiều hội nhóm tuyển lắp ráp bút bi tại nhà, thu hút hàng ngàn người tham gia. Các đối tượng giả mạo các thương hiệu rồi dùng các tài khoản ảo lôi kéo. Đơn vị này cho biết thời gian qua nhiều người bị lừa với số tiền lớn đã bức xúc gọi đến xác minh. Các phản ánh cho thấy các đối tượng còn giả con dấu, chữ ký. Thiên Long không có bất kỳ chính sách hợp tác với bất kỳ cá nhân tổ chức nào trong cái việc lắp ráp bút tại nhà. Và chúng tôi cũng đã liên hệ với cơ quan công an để trình báo sự việc nhằm thông tin đến một cách rộng rãi hơn về cái vấn đề này để người dân không có bị hiểu lầm. Còn đây là fanpage giả mạo Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh với chương trình Trải nghiệm Làm Bác Sĩ Nhí. Khi phụ huynh liên lạc, các đối tượng sẽ yêu cầu điền thông tin tham gia, đóng tiền. Sau đó, quý phụ huynh cũng được hướng dẫn thực hiện các nhiệm vụ, chuyển tiền. Đại diện nhà trường cho biết đã tiếp nhận nhiều phản ánh của phụ huynh. Nhà trường đã tiến hành báo cơ quan chức năng. Cũng ảnh hưởng tới cái uy tín của nhà trường. Tuy nhiên thì chúng tôi, ban lãnh đạo nhà trường cũng rất là quan tâm và cũng đã có kịp thời là có những cái phát ngôn chính thức cũng như làm những cái biện pháp này tôi đã chia sẻ là phát ngôn rồi thông tin tuyên truyền rộng rãi cho cán bộ viên chức và sinh viên cũng như là báo cáo về công an thành phố để kịp thời. Hiện các đối tượng mời gọi giăng bẫy các nạn nhân vẫn chưa có dấu hiệu dừng. Do đó, các luật sư cho rằng người dân cần làm đơn tố cáo, gửi cơ quan chức năng để chặn đứng hành vi. Và nếu cái hành vi mà đủ yếu tố cấu thành tội phạm đó thì theo quy định của pháp luật thì có thể bị truy tố vào cái tội là lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo quy định của điều 174 của Bộ luật hình sự hiện hành. Và theo điều này đó thì cái người phạm tội sẽ bị phạt bằng hình thức là phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm, hoặc phạt tù nhẹ nhất là 6 năm mà nặng nhất là 20 năm, hoặc là tù chung thân. Không chỉ giăng bẫy với các hình thức lắp ráp bút bi, trải nghiệm làm bác sĩ nhí, các đối tượng còn dùng nhiều hình thức việc nhẹ lương cao tại nhà như cắt mát thời trang, lột tỏi để dụ dỗ. Khó khăn chi tiêu, nhiều người mong có thêm việc để được đồng nào hay đồng đó, nhưng lại bị các đối tượng giăng bẫy. Các nạn nhân bức xúc, đó là sự nhẫn tâm. Vì sao các nạn nhân có thể dễ dàng bị các đối tượng lừa tiền? Những chiêu trò lừa đảo này có hình thức cụ thể ra sao? Những cảnh báo sau đây sẽ giúp cho quý vị có thể hình dung ra cách thức mà các đối tượng thực hiện. Rất nhiều rủi ro phía sau màn hình mà chỉ sau một cú nhấp chuột, nhiều người đã trở thành những nạn nhân của các đường dây lừa đảo trực tuyến. Có 3 nhóm hình thức lừa đảo trực tuyến chính, phổ biến hiện nay là giả mạo thương hiệu, việc nhẹ lương cao. Các hình thức lắp ráp bút bi, cắt mát, cắt chuỗi tại gia có cùng chiêu thức lôi kéo vào các hội nhóm. Khi các nạn nhân tham gia vào các hội nhóm thì lúc này những chiếc bẫy bắt đầu được giăng ra. Bẫy thứ nhất là yêu cầu thực hiện các nhiệm vụ. Bẫy thứ hai là các đối tượng sẽ đưa ra những mức hoa hồng hời. Khi nạn nhân còn đang do dự đầu tư thì ngay lập tức có nhiều tài khoản lôi kéo cho biết đã nhận được tiền lời hoặc hù dọa vì đã lỡ tham gia. Nó nói không được, chị nếu mà chị không đầu tư thì chị không có nhận được, em làm phiếu cho chị rồi, còn nếu mà em có tên chị rồi có giám đốc ký rồi nhận rồi, không thôi là nó phạt. Các chuyên gia giám sát an toàn không gian mạng cho biết hầu hết các đối tượng đều có tài khoản nước ngoài, sau khi lừa xong tất cả đều xóa dấu vết. Một cái kẻ lừa đảo họ có thể điều khiển hàng loạt, có thể là 20 cho tới 50 cái tài khoản Telegram cùng một lúc bằng những cái phần mềm chuyên dụng. Thì khi mà họ tạo những cái hoạt động ở trong nhóm tương tác rất là sôi nổi, ai cũng thắng lớn, ai cũng kiếm được rất là nhiều tiền. Thế là làm cho cái người nạn nhân kia họ cảm thấy rằng ồ, đây là thực sự là một công việc tốt. Ngoài nhóm lừa nhiệm vụ, giả mạo thương hiệu, lừa đảo trực tuyến còn có các hình thức khác như lừa tình cảm, chiếm đoạt tài khoản ngân hàng. Người dân cũng cần phải ý thức pháp luật, chúng ta phải cứng rắn, không nên bỏ qua dù chỉ là một cái hành vi nhỏ nhặt, bởi vì nếu thực hiện được một lần đó thì chắc chắn sẽ tiếp tục vi phạm và dần dần cái mức độ nghiêm trọng ngày càng cao, thiệt hại ngày càng nhiều lớn. 6 tháng đầu năm, số vụ lừa đảo trực tuyến tại Việt Nam đã tăng hơn 64% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là con số đáng báo động. Các đối tượng được nhắm vào là người cao tuổi, công nhân, người lao động. Do đó, các chuyên gia cho rằng người dân cần phổ biến cách nhận diện lừa đảo trực tuyến và các cách phòng ngừa để tránh sập bẫy. Thưa quý vị, trong giai đoạn 2021-2025, thực hiện kế hoạch đầu tư cải tạo xây dựng lại nhà chung cư cũ trên địa bàn thủ đô Hà Nội sẽ cần thêm 7.200 căn hộ mới, tương đương với khoảng 560.000 m2 sàn để đáp ứng nhu cầu tái định cư. Nhu cầu cao là như vậy, nhưng hiện nay Hà Nội có tới 4.000 căn hộ thuộc 9 dự án tái định cư đang bị bỏ hoang. Có những tòa chung cư bỏ hoang tới 20 năm. Chưa kể là số tiền mà doanh nghiệp bỏ ra xây dựng, rồi chưa kể đến vốn mà thành phố phải bỏ ra trong gần 20 năm qua để giải phóng mặt bằng lên tới hàng chục nghìn tỷ đồng. Thì giá trị đất đai thay đổi tới chóng mặt trong mấy chục năm qua bị bỏ hoang, thực sự là lãng phí tài nguyên, lãng phí cơ hội không thể đo đếm được. Đây là nơi bà Oanh canh tác các loại rau màu, ươm mầm, tưới dưỡng, không khác gì một mảnh vườn lâu năm của gia đình. Không những thế, khu vực này cũng đang được bà Oanh biến thành nơi thu mua phân loại phế liệu. Nhưng ít ai hình dung được, theo thiết kế, đúng ra đây là sảnh của chung cư N3 thuộc khu đô thị Sài Đồng, quận Long Biên. Bỏ hoang lâu rồi mới làm, mấy năm nay người ta làm rong, mấy năm trước còn toàn cỏ mọc đến tận thắt lưng với cả đến ngực rồi. Dự án gồm 3 tòa chung cư với 160 căn hộ, tổng kinh phí mà nhà nước bỏ ra thời điểm đầu những năm 2000 là gần 1.300 tỷ đồng, được xây dựng với mục đích để đền bù cho người dân khi thành phố triển khai dự án mở rộng tuyến phố Sài Đồng. Khu vườn này thì đã được người dân sử dụng từ cách đây hơn 10 năm và điều đáng nói là nó hình thành ngay ở dưới chân một tòa chung cư bị bỏ hoang như thế này. Và còn xót xa hơn là ở cách đó hơn 100 mét thì 3 tòa chung cư cao cấp đã được hình thành và bán với giá hàng chục triệu đồng một mét vuông. Làm thế nào để các tòa chung cư này có thể phát huy được giá trị của nó thì hiện nay các cơ quan chức năng của thành phố Hà Nội vẫn đang loay hoay tìm câu trả lời. Nguyên nhân lãng phí tại khu đô thị Sài Đồng bắt nguồn từ việc đầu tư không phù hợp với hoàn cảnh thực tế. 20 năm trước, theo quy định, đền bù giải phóng mặt bằng của nhà nước đối với việc thu hồi đất và tiến hành đền bù ở cấp huyện, người dân sẽ được nhận đất để tái định cư. Nhưng khi lên quận thì lại đền bù bằng căn hộ chung cư. Ở giai đoạn Long Biên được chuyển đơn vị hành chính từ huyện lên quận, giá đất tăng chóng mặt. Từ mảnh đất giá trị hàng tỷ đồng, nhận đền bù thành căn hộ 100 m2 là điều mà không người dân nào chấp nhận di rời. 3 khối nhà chung cư trị giá cả nghìn tỷ trên đường Lý Sơn, phường Thượng Thanh, quận Long Biên bị bỏ hoang từ 2019 tiếp tục là ví dụ điển hình mà nguyên nhân xuất phát từ việc thiếu đồng thuận của người dân khi triển khai đề án giãn dân phố cổ giai đoạn 2. Theo quy định, phải có địa điểm tái định cư, thành phố mới được triển khai đề án. Vậy là công trình triển khai trong khi chưa biết khả năng người dân chấp thuận di rời là bao nhiêu. Những tòa nhà tái định cư như thế này, người dân chỉ lắc đầu không đồng thuận. 400 căn hộ vẫn bỏ hoang nhiều năm nay. Nhất là phải làm sao với thành phố và xây dựng bố trí và người dân đến làm sao cho hợp lý nhất, và người dân đến đông nhất, và có quỹ và có cái đơn vị bảo trì và đơn vị quản lý chung cư để họ có cơ sở để họ bảo hành bảo trì. Thế nhưng lại đang tồn tại một nghịch lý khác khiến việc đầu tư càng trở nên lãng phí. Nơi hoàn thành thì người dân không đến ở, nơi tái định cư ở vị trí đẹp người dân đã bốc thăm thì xây mãi chưa xong. Sự thiếu tính toán của các cơ quan quản lý thành phố Hà Nội còn được thể hiện tại dự án tái định cư N01D17 Duy Tân thuộc địa bàn quận Cầu Giấy. Khởi công từ năm 2010, dự án với tổng mức đầu tư hơn 220 tỷ đồng với hình thức giao vốn hàng năm. Hai năm 2011 và 2021, thành phố không giao vốn khiến tiến độ thi công bị kéo dài nhưng dẫn đến nhiều sự thay đổi lớn về tiêu chuẩn, quy chuẩn, giá vật liệu, nhân công, chế độ chính sách. Do vậy, phải điều chỉnh dự án, bổ sung về thiết kế, dự toán và giá trị phát sinh do trượt giá. Theo tính toán, để hoàn thiện và người dân về ở được sẽ phải bổ sung cả trăm tỷ đồng. Đối với cái kế hoạch giao vốn hàng năm ấy, thì không đủ theo cái yêu cầu của tiến độ dự án triển khai. Thế do vậy là nó cũng có những các cái tiến độ là nó chậm là cái thứ nhất. Cái thứ hai là cái kế hoạch giao vốn thì thường thành phố giao vào quý 3 và quý 4. Cho nên cái thời gian cuối năm là thực hiện được rất ít. Chúng ta phần nào có thể thấy những bất cập dẫn đến sự lãng phí trong đầu tư các dự án tái định cư, khiến hàng nghìn căn hộ bị bỏ hoang từ ngày này qua tháng khác. Sự lãng phí lớn là điều không phải bàn cãi, nhưng câu hỏi được đặt ra lúc này là tại sao tình trạng này vẫn chưa được giải quyết và để nó kéo dài như vậy? Những giải pháp gì cần đưa ra để tháo gỡ cho tình trạng này? Trở lại với 3 khối nhà chung cư trên đường Lý Sơn, phường Thượng Thanh, quận Long Biên. Một trong những vấn đề mà người dân phố cổ không muốn chuyển đi là vì khu vực này giáp với địa bàn huyện Đông Anh và quá xa các dịch vụ thiết yếu như trường học, chợ và bệnh viện. Nếu tính khu chợ gần nhất, người dân cũng phải di chuyển ít nhất gần 2 km. Một trong những lý do cơ bản khiến người dân nói không với nhà tái định cư là vì thiếu cơ sở hạ tầng, dịch vụ gắn kết với khu dân cư là điều mà các cơ quan quản lý hiện vẫn đang thiếu khi triển khai các dự án tái định cư như thế này. Thay đổi quan điểm về cái việc tạo các cái quỹ nhà tái định cư, không nên xây dựng các cái quỹ nhà chuyên biệt chỉ dành cho tái định cư, chất lượng không có cao, rồi các hạ tầng không đồng bộ, mà nên lồng ghép các cái quỹ nhà tái định cư trong các cái dự án thương mại. Và như vậy thì cái người tái định cư người ta có quyền lựa chọn những nhà ở đó như là một cái nhà ở thương mại thông thường. Định giá xem rằng cái nhà đất tái định cư đấy là cái giá trị nó là bao nhiêu, đáp ứng được những cái tiêu chí nào, và họ sẽ phải chịu trách nhiệm việc đấy. Còn nếu như mà không có cái người độc lập khách quan ấy thì người dân bảo rằng là không đạt yêu cầu, còn cơ quan nhà nước thì bảo rằng tốt rồi. thừa đủ tiêu chuẩn rồi, suất đầu tư rồi, mọi chỉ tiêu, mọi cái thứ đã làm hết sức rồi, đã bảo đảm quyền lợi tốt nhất rồi, thì nó sẽ không có ai là cái trọng tài, là cái người đứng giữa để bảo đảm cái quyền lợi thực sự. Nhiều khu nhà xây lên làm tái định cư nhưng không ai đến ở, nhưng cũng không thể chuyển đổi mục đích sử dụng. Năm 2017, chủ đầu tư tòa nhà là công ty Handico 3 đã nhiều lần xin thành phố đập đi xây lại, chuyển đổi mục đích sử dụng sang nhà ở thương mại tránh tình trạng lãng phí. Thế nhưng từ đó đến nay, thành phố vẫn chưa chấp thuận. Nguyên nhân là do luật nhà ở 2014 chưa có quy định cụ thể nên thiếu các cơ sở pháp lý để triển khai. Ngoài luật nhà ở thì luật đất đai 2013 cũng tồn tại nhiều bất cập, đặc biệt trong quy định phải xây dựng các khu tái định cư trước khi triển khai dự án. Thế nhưng thời gian giải phóng mặt bằng, nhiều công trình có thể kéo dài hàng năm trời, dẫn tới việc nhà tái định cư hư hỏng xuống cấp, việc người dân không đến ở là điều có tránh khỏi. Cái vướng mắc ở cái phần để quy trình bố trí tái định cư cho các dự án giải phóng bằng. Cái quy trình đấy là do Ủy ban các quận, huyện triển khai. Cái quy trình đấy nó liên quan đến việc bố trí khi mà tái định cư thì thành phố phải bố trí quỹ tái định cư cho dự kiến cho các trường hợp và tái định cư. Tuy nhiên cái thời điểm bố trí tái định cư với cả thời điểm sử dụng nhà ở thì nó có độ chênh nhất định. Hiện nay thành phố Hà Nội đang gấp rút triển khai giải phóng mặt bằng thu hồi hơn 812 ha đất để thi công tuyến vành đai 4 vùng thủ đô và hành lang dự trữ đường sắt quốc gia. Nếu các cơ quan chức năng không có sự tính toán cụ thể khi triển khai xây 13 khu tái định cư mới cho 800 hộ dân cần di rời, thì những khu tái định cư bỏ không, mọc lên là điều được cảnh báo trước. Hậu quả trong quản lý hoạt động đầu tư không dễ lượng hóa, nhưng rõ ràng lãng phí là một rào cản vô hình trong quá trình phát triển kinh tế xã hội. Vì thế không để lãng phí, sử dụng hiệu quả hơn những nguồn lực hiện hữu chính là yêu cầu cấp bách đặt ra hiện nay. Hiện tình trạng dự án kéo dài, tăng tổng mức đầu tư vẫn còn tồn tại ở nhiều dự án. Điều này không chỉ làm giảm hiệu quả của dự án mà còn gây hệ lụy lãng phí khi không tạo được sự kết nối, tính lan tỏa trong phát triển địa phương. Các dự án thì lại thường kéo rất là dài, nhất là các dự án lớn, thường cái chu kỳ thường đến 5 năm, 10 năm, thậm chí dài hơn. Vì vậy nên là quá trình triển khai thì chúng ta phải áp dụng cái hệ thống pháp luật nó tương đối là dài trong cái chu kỳ của cái dự án, dẫn đến là quá trình thực hiện thì tuy là các dự án là có đồng bộ nhưng mà vận dụng cho từng cái thời kỳ, từng giai đoạn của dự án phải hết sức là có cái sự linh hoạt. Chúng ta thấy là hiện nay trong thực tế đấy có rất nhiều dự án công trình là xây dựng dở dang, và cái xây dựng dở dang nó gây lãng phí rất lớn tiền của nhân dân, và nhiều người còn nói là cái lãng phí nó còn thất thoát nhiều hơn là tham nhũng. Phải quy về chịu trách nhiệm cá nhân, ai tức là chủ trương xây dựng cái đề án đấy, ai là người quyết định, và quyết định thì có đã đúng chưa, thì tất cả những điều đó mà nếu không đúng mà thì chúng ta vẫn định lượng được, chứ không phải là hoàn toàn không định lượng được. Tôi lấy ví dụ như hiện nay Đảng ta đang ban hành những quy định về ví dụ như là phòng chống là tham nhũng tiêu cực trong công tác cán bộ, chúng ta còn định lượng được cơ mà. Vốn đã bỏ ra nhưng công trình dở dang lãng phí, những dự án kéo dài, đội vốn, những dự án treo hàng chục năm đang kìm hãm, ngăn chặn động lực tăng trưởng cho nhiều ngành, nhiều địa phương, thậm chí nhiều vùng và trở thành gánh nặng cho toàn xã hội. Đẩy nhanh tiến độ bàn giao, quản lý, khai thác, sử dụng các dự án hoàn thành để sớm phát huy hiệu quả đầu tư là mong mỏi của người dân. Quản lý đầu tư dù từ nguồn ngân sách hay nguồn vốn tư nhân thì vẫn ảnh hưởng trực tiếp đến nền kinh tế. Khi nền kinh tế đối mặt với nhiều thách thức khó lường thì việc chắt chiu từng đồng vốn bỏ ra, sử dụng sao cho hiệu quả là thực hành tiết kiệm và chống lãng phí, và cũng là cách để chủ động tăng thêm nguồn lực cho đầu tư phát triển đất nước. Hươu hoang dã từng có thời điểm bị đẩy đến bờ vực biến mất tại Mỹ vào thế kỷ thứ 19 vì tình trạng săn bắn và phá rừng mất kiểm soát. Tuy nhiên những năm gần đây, nhờ những quy định bảo vệ động vật, những quần thể hươu đã phục hồi với tổng số lượng là hơn 30 triệu cá thể, phần lớn là tập trung ở bờ đông nước Mỹ. Tại thủ đô Washington DC, hươu đã sinh sôi nhiều đến mức báo động, khiến người dân và giới chức thủ đô ngày càng khó xử với tình trạng hươu chạy tự do trong thành phố, làm xáo trộn giao thông và cuộc sống của người dân. Quần thể hươu đuôi trắng ở khu vực thủ đô Washington DC phát triển mà không có thiên địch và không được kiểm soát bởi yếu tố nhân tạo. Chúng đang đe dọa tương lai của công viên Rock Creek rộng khoảng 7 km vuông nằm trong diện tích công viên quốc gia bang Washington DC. khi ăn những cây con mới được trồng với mục đích bảo tồn rừng. Vào giai đoạn cực thịnh, quần thể hươu ở Washington có lúc lên đến 100 cá thể trên mỗi diện tích khoảng 2,5 km2, cao gấp 5 lần mức phát triển bền vững là 20 cá thể. Bà Anna Chukwin, chuyên gia thực vật ở công viên Rock Creek cho biết, đơn vị quản lý phải dựng hàng rào bảo vệ một số mảnh đất trồng cây non khỏi hươu hoang dã. Chúng tôi muốn xem sự thay đổi nào sẽ xảy ra khi ngăn hoàn toàn loài hươu khỏi một khu vực cụ thể. Trước mặt bạn có một sự khác biệt thực sự lớn về việc loại trừ và kiểm soát hươu trong gần 20 năm. Kết quả rất tích cực, số lượng cây giống đã và đang tăng lên, đặc biệt là cây giống bản địa. Không chỉ lang thang trong khu công viên, số lượng hươu chạy rông vào các khu dân cư nhiều đến mức mùa săn bắn của cư dân ở đây gần như không có hồi kết. Từ năm 2013, Công viên Quốc gia đã áp dụng chính sách kiểm soát số lượng hươu thường niên ở Rock Creek. Những thợ săn đăng ký chương trình được trang bị súng săn, kính nhìn đêm và thiết bị hồng ngoại để săn hươu vào những đêm mùa đông. Anh Tyler Chamberlain là một trong những người tự nguyện mang cung tên đi săn hươu. Lũ hươu quá đông đúc, chúng không chỉ gây hại cho hệ sinh thái mà còn gây nguy hiểm cho con người khi đang đi trên đường nữa. Chúng tôi sẽ tiếp tục đi săn đến khi nào chính quyền bảo ngừng. Điều đó có nghĩa là số lượng đàn hươu đã được kiểm soát. Phần lớn số hươu săn được sẽ gửi tới những quỹ thực phẩm từ thiện của địa phương để giúp đỡ những gia đình đang gặp khó khăn. Kiểm soát sinh trưởng của đàn hươu không chỉ bảo vệ cuộc sống của người dân mà còn bảo tồn sự đa dạng sinh học và hệ sinh thái tại công viên quốc gia này.